Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày mùng 4 Tết của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Đêm qua và sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh duy trì trên toàn Bắc Bộ, nên khắp nơi tại Quảng Ninh tiếp tục xảy ra rét hại, nhiệt độ đo được lúc 7 giờ tại khu vực dao động trong khoảng từ 10 cho đến 11 độ. Hiện nay không khí lạnh có cường độ ổn định nhưng vẫn tiếp tục xảy ra rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp và đợt rét đậm rét hại này kéo dài đến khoảng ngày mùng 5 tháng 2. Do ảnh hưởng của không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường, nên nhiệt độ đêm nay và ngày mai vẫn ở ngưỡng rét hại. Khu vực miền Đông vào đêm nay còn khoảng 10 độ, còn sang ngày mai có tăng hơn nhưng cũng chỉ ở mức 16 độ. Ở khu vực miền Tây và thành phố Hạ Long, nhiệt độ về đêm khoảng 12 độ, còn vào ban ngày mức nhiệt cũng vẫn ở ngưỡng thấp, dao động trong khoảng từ 17 cho đến 18 độ. Về đêm và sáng, các khu vực cũng có thể có mưa nhỏ nhưng lượng không đáng kể còn vào ban ngày trưa chiều có lúc trời hưởng nắng. Vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, có lúc hưởng nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 11 đến 15 độ. Như vậy, dự báo khối không khí lạnh vẫn đang chi phối thời tiết Quảng Ninh, khiến nhiều nơi, đặc biệt là vùng núi cao của tỉnh, rét đậm, rét hại. Người dân cần lưu ý giữ gìn sức khỏe trong những ngày vui Tết đón xuân. Còn sau đây là dự báo các khu vực trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai ngày mùng 4 Tết, Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, tuy nhiên mưa nhỏ chỉ xảy ra vài nơi, rét đậm rét hại còn duy trì với nhiệt độ thấp nhất tại vùng đồng bằng và trung du dao động trong khoảng từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Trưa chiều trời vẫn nhiều mây nhưng khô ráo, nhiệt độ tăng yếu lên ngưỡng trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Một số nơi thuộc Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, nhiệt độ cao hơn vài độ và tiết trời đỡ rét hơn. Đối với các tỉnh Trung Bộ, trời rét đậm tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, rét sâu hơn với các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Còn lại từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nền nhiệt độ trong hai ngày tới cũng có xu hướng giảm hơn, trời lạnh. Lần này thì khối không khí lạnh xuống sâu hơn nên từ chiều tối mai đến ngày 5 tháng 2, tại các tỉnh Bình Định đến Phú Yên trời cũng chuyển nhiều mây, cũng có mưa rào và chuyển xe lạnh về đêm khu vực vùng Tây Nguyên và Nam Bộ do khối không khí lạnh xuống sâu hơn nên không còn nắng nhiều và khô như thời kỳ trước. Dự báo trong 3 ngày tới nền nhiệt độ tại các tỉnh phía Nam xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể tại vùng Tây Nguyên có nhiệt độ trưa chiều ở khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Nam Bộ sẽ là khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Về đêm và sáng trời rét tại vùng cao nguyên, Nam Bộ cũng mát mẻ hơn trong khoảng thời gian này. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, nên ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.